Anh ơi, có món gì chất chất không nhỉ? Em tầm bổ cho vợ em vắt. Không, mệt mệt tí thôi. Vào. Chim á? Ở đây chim gì đâu có. Anh gửi công thức em xem nào. Anh ơi, khinh thường em ấy nhá. Con gì em chả thịt được. Vào. Vào, vào. Bố cao bao tiền đây chị ơi? Lấy chú 70.000. 70? 3 con 180 nhá. Không, như thế rẻ quá. Thôi tôi lấy chú 230 con. 180 thôi. Không được. Thế có gọi thì lấy cho em đi. Chị luôn nhá. Không, chim của em để em tự chứ. Cắt tiết nó mất hết chất à. Vợ em tinh mồm lắm đấy. Chú trông thô thô thế mà chiều vợ phết nhỉ. Em đây anh ơi. Thế đã làm được chưa? Đây em đang thui rồi. Nhớ bó chặt rơm vào không nó cháy con chim nó đen thui đi đấy. Vâng, em làm đúng như anh bảo luôn. Thui qua thôi cho chim nó thơm, chứ đừng có để cho chim nó chín luôn đấy. Vâng. Anh ơi, khả năng em phải tính đường dài thôi, chứ không để vợ nó cày ngày cày đêm như thế này nó ốm mất. Thì hai vợ chồng mày cứ bàn bạc với nhau đi, xem ý nó như thế nào. Tính vợ em đấy còn lại cái gì, nó thích cái gì nó phải làm bằng được. Đến tán em khó thế nó còn làm được. Mấy anh à, chiều nay về là có món bồ câu hầm hạt sen nha. Nhất Việt Nam luôn. Ok. Hơi bị coi thường đấy. Cá hay chim mà tớ hầm được hết. Đó là nghề gia truyền của tớ rồi mày này. Không phải nói phét chứ. Cái hồi bà Thương bà ấy chửa đứa thứ hai ấy. Em hỏi ông mấy mà xem. Tuần nào ông chặt thịt cả lồng bồ câu. Từ sáng giờ cắm mặt vào mấy con chim đấy à? Thôi, anh ngủ đi. Không tối đi làm lại mệt đấy. Rồi. Đây, sắp xong rồi đây. Vợ về cái lòng anh chén ngay. À mà này, anh hỏi. Cái từ sáng thằng quản đốc nó có lèm bèm nó gây khó khăn gì không ấy? Không, anh yên tâm. Thôi, em vào làm đây. Này, anh Hiếu đâu mà để bên một mình đấy. Mình à, chả anh mất công nấu từ sáng ấy này, chìm nó dừ hết rồi. Mình đang mệt, ăn cho nó khỏe. Đó. Anh xúc nhá. Thôi ăn một miếng thôi, cái công anh nấu. Không ăn thì thôi. Mắng chửi thì cứ thoải mái đi. Anh nghe. Nhá. Anh đó nó cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Nó ngồi quán rượu say quá, nó gọi anh. Mà anh đã nói thẳng là anh bận, không đi được. Nhưng mà nghe giọng hơi chán đời, mày hiểu chưa? Mình chỉ sợ nó nghịch ngu, hay là bỏ nhà đi thì là khổ. Không phải bao biện. Sợ nó còn sợ vợ đúng không? Dạ, yeah. Anh sợ vợ mà. Anh mình cũng khuyên anh thế. Sợ vợ bỏ ngoài tai à? Có bỏ ngoài tai đâu. Đã bảo là sợ nó dại dột lại làm cái gì đấy. Mà chuyện ông ẩn vừa như thế xong. Sao không đưa thẳng nó vào nhà nghỉ, xem rõ ngọn ngành như thế nào thì cũng đưa về chứ. Giờ hơi ẩn vừa thôi, đừng có nghĩ kiểu đấy. Không kiểu đấy phải như nào. Cứ để nó lợi dụng cái muốn nghĩ khác cũng không được. Nhưng mà anh có cái gì đâu mà lợi dụng nhỉ? Chính vì suy nghĩ như thế nên dễ bị lùa. Nó không gà đâu. Chính anh ý. Cố một cái thôi.